Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay mình cảm thấy như là ông trời đã giúp đỡ mình vậy đó. Tại vì ánh sáng thật sự rất là đẹp luôn á. Mình mong là ánh sáng nó cứ đẹp như vậy tới hết video thôi. Đây, chúng ta có Ruby. Hiện tại bây giờ đang là tháng 7 và sắp tới rằm tháng 8 đó là trung thu. Mình nghĩ là bữa giờ cái graphic của các bạn á, nó sẽ tràn ngập mất ban bánh trung thu đúng không? Mình thèm ơi là thèm luôn á, nên là mình đã quyết định làm một cái video mất ban trung thu, bánh trung thu. Lý do là vì mình thấy nhiều quá nên mình thèm. Thì ở đây mình không có mua bánh của những cái tiệm nổi tiếng nào cả, mà mình quyết định lựa bánh của một cái tiệm bánh ngọt tại Đà Lạt. Và cũng nói thật ra đó là cái tiệm bánh ngọt của bạn mình. Thì đây. À mình nhầm, nó không phải là cái này chứ các bạn. Đây. Ờ không, nó cũng không phải là cái này. Nhầm nữa. Nhầm, con chị nhầm không thể nhẹ. Thì vì nó là bánh handmade nên là tụi mình lúc ra cho mình nó làm như thế này. Thật ra là nó có hộp nha, nhưng mà tại vì lúc mà mình mua mình cũng không có muốn nói là ta mới lập một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ nên là tao mua bánh của mày về tao ăn. Thì nó kỳ quá nên mình tao mua bánh của mày về để tao review thì nó kỳ quá đúng không, nên là mình mua rồi mình bảo là mình mua để mình ăn. Nên là bạn ấy đã gửi cho mình một cách rất là thật thà và chất phát như thế này. Thì bánh rất là dễ thương, các bạn có thể thấy không, đây chụp thử người. Thật ra mình cũng không có nhiều hiểu biết lắm về bánh trung thu, mà bình thường mình cũng không biết bánh trung thu nha. Mình không phải là team mà nhân thập cẩm đâu, mình là team bánh dẻo nhân đậu xanh. Thế hôm nay mình lại mua rất nhiều bánh nướng, và ở đây chúng ta có tới 4 loại bánh khác nhau. Theo như đăng trên Facebook á, trên cái tiệm bánh đó, thì ở đây chúng ta sẽ có bánh truyền thống nè. Cái này là bánh nhân than tre. Thì mình đã có một cái loại bánh sandwich nhân than tre, mà nếu như các bạn có theo dõi mình á, thì video gần đây nè, mình sẽ để link ở đây. Cái này là bánh trúng muối nè, và cái này là bánh ngàn lớp. Cái lý do mình chọn cái tiệm này á là tại vì mình thích bánh than tre. Tại vì vậy là mình thích cái gì nó đen 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 vậy đó, chắc nó nhỏ như cái cuộc đời của mình vậy nên là mình thích thôi. Các bạn thấy bao bì cũng không có gì, nhưng mà cái bánh này đặc biệt á là trước khi ăn á thì mình có thể tới tận nơi lấy, hoặc là tiệm sẽ ship tới cho mình. Nhưng mà ví dụ như mình tới 3 giờ thì 2 giờ rưỡi mình kêu là dạ tiệm ơi bây giờ em qua lấy bánh nha, thì bạn mình lúc đó mới bắt đầu nướng bánh để đảm bảo là cái độ bánh nó luôn luôn tươi ngon nhất và chất lượng nhất cho mình. Đây, nên là các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng của bánh. Thì bây giờ vì nó là một cái video mất bay nên các bạn cũng đâu có cần nhìn mặt của mình là gì đó đúng không. Nên mình sẽ tiến hành quay xuống dưới và quay xuống cái bánh của chúng ta là nhân vật chính. Ở đây á, thì chúng ta sẽ có 4 chiếc bánh mình sẽ lột như thế này. Lâu lâu các bạn có thể nghe thấy tiếng rột 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 hay là con mình chạy qua chạy lại gì đó thì các bạn sẽ cảm giác mình. Con mình nó phá lắm, một sợi nơ rất là xinh xắn. Các bạn có nghĩ là một cái sợi nơ màu vàng á thì nó sẽ thích hợp cho một con mèo màu trắng không? Để mình thử cắt nơ cho nó chưa. Ủa mấy cái đứa này. Đó, từ từ nha, bình tĩnh. Con mèo màu trắng hay một con mèo màu đen nó sẽ hợp hơn với một cái nơi. Hello, chào mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mẹ con nha, để mẹ con nha, để con được lên sóng nhiều hơn nha mọi người. Nói chung là bao bì cũng đơn giản, bởi vì nó là một cái tiệm bánh handmade nên là mình cũng không có trông chờ gì nhiều lắm. Nhưng mà mình rất là mong về chất lượng của bánh. Thơm lắm các bạn, rất là thơm. Thì bốn cái bánh nó đẹp như thế này nè các bạn xem. Cái này là bánh trứng muối nè, cái này là bánh ngàn lớp và cái này là bánh trung thu truyền thống. Thơm lắm. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thử cái bánh truyền thống trước đây. Đây là cái bánh truyền thống. Mình có một cái dĩa và một con dao nhỏ ở đây. Cắt đôi nó ra nha. Cái bánh này cái kích thước của nó khá nhỏ các bạn, tầm 3 ngón tay thôi. Nhưng mà mình nghĩ là bánh thì như vậy là được rồi đúng không? Ăn cái gì nó cũng có một cái số lượng nhất định thôi, chứ nếu như mà mình ăn nhiều quá là mình sẽ bị ngán á. Các bạn biết không, cái bánh này nè nó có trứng muối, trứng chảy gì đó. Trứng muối các bạn, nó không có chảy. Lúc nào mình nghĩ là lúc cắt là nó sẽ phải chảy nhưng mà thật sự nó không có chảy. Nhưng mà nó thơm tới nỗi mà mấy đứa con của mình nó cứ xin vô, nó xin ăn này các bạn xin. Mình sẽ
sẽ cắt ra làm tư đi thử mỗi thứ. Cái gì mà ăn ít thôi thì nó mới ngon, còn ăn nhiều quá thì nó ấy. Cái vỏ bánh nó hơi khô, nó không có quyện được vào cái bánh này. Có một cái khe ở đây. Mình thử nha. Mời mọi người. Cái máy nó rung tại vì ba con mèo nó đang quằn quại chứ chân mình đã xin ăn. Khổ quá. Cũng được lắm các bạn. Trước giờ mình là team trứng muối rồi, nên là mình thích cái trứng muối này. Nó không quá ngọt, cũng không quá ngấy. Cái vỏ vỏ bánh thì nó, mình cũng không biết nói thế nào nữa, nó như là những cái bánh nướng bình thường nhưng mà nó cứng hơn một chút này. Ăn cũng không quá ngấy, cũng được. Vỏ có đường, mình cảm giác lắm mà mình ăn á, cái đường nó sực trong miệng đó các bạn. Nó không phải là nó quá ngọt đâu, nhưng mà nó hơi cứng. Đối với mình thì nó hơi cứng. Các bạn thấy không, cái nhân của nó nè. Cái vỏ bánh thì nó giòn, cộng với cái nhân bánh thì mềm. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại thích cái trứng muối này, nó mặn hơn một chút. Nhưng mà cũng được. Giá một hộp 4 cái như thế này là 140.000 nha các bạn. Vì nó là handmade á, nên là mình nghĩ cái giá đó có thể chấp nhận được. Tiếp theo là tới cái bánh hang tre. Tới cái lý do mà mình chọn cái tiệm này. Cắt ra luôn nha. Rồi ra trước. Ủa, cái vỏ này nó không được kết dính lắm ta. Nè, các bạn có thể thấy lúc mà mình cắt ra là cái nó, hoặc là do con dao của mình nó đùi vô các bạn, rớt cái vỏ ra rồi. Nói chung là mình cũng không có một con dao nào chuyên dùng để cắt bánh cả. Cái này mình xuống bếp mình thấy á, thì các bạn có thể xem, nhìn nó cũng khá là đẹp đúng không nè. Cái vỏ nó sẽ màu đen như thế này, còn cái nhân á thì là cũng là nhân trứng muối trứng chảy luôn, là có một cái lớp nhân này chắc là đậu xanh vào trong này trứng muối, nhưng mà nó không có chảy ra như mình nghĩ đâu. Thì mình sẽ ăn thử một miếng, ăn cái miếng bị bể này đi. Cái nhân nó như là nhân bánh kết start á, có nghĩa là cái trứng muối á, cái độ sệt của nó như thế này nè. Để mình thử cái vỏ nha, lý do mình chọn nó đây. Mì, cái mùi than tre hơi ít, màu rất là, nhưng mà cái màu lại đẹp. Cái vỏ nó cũng giống như là cái vỏ bánh này nè, nhưng mà nó khác cái màu thôi, và nó có một tí bột than tre trong đó. Cái nhân này nó có vẻ là chảy hơn cái nhân bánh bên này. Các bạn có thể so sánh đây. Tiếp theo thì chúng ta đến với một cái bánh này, rất là dễ thương, nhỏ nhỏ như thế này thôi. Thì dành cho bạn nào mà muốn vẫn thêm bánh trung thu nhưng mà không có ăn cái quá bự để phí phạm thì đây, các bạn có thể xem. Mình có cảm giác như là cái hộp bánh này nè, nó chỉ khác cái vỏ thôi, còn cái nhân là y đúc nhau luôn các bạn nha. Đó, nó hơi cái start một tí. Tại vì mình hay ăn bánh đó nên mình miêu tả vậy, chứ thật sự là mình không có đủ chuyên ngành để có thể miêu tả được một cái bánh đâu. Bây giờ nếu như mà hỏi là đủ chuyên ngành để nói chuyện gì thì mình thích nói chuyện phím hơn. Từ ngữ nói chuyện phím thì nhiều, nhưng mà bánh trái, nấu ăn, quần áo thì mình không có nhiều lắm đâu. Nói những từ thông dụng thôi. Thấy đẹp đúng không? Cái vỏ nó có vẻ mềm hơn một tí nè. Có mè đen ở trên nữa. Nói thì thế ta. Thực chất á, thì mình vẫn thích là cái trứng muối nó phải mặn hơn một tí. Nó phải ra hẳn là cái vị trứng muối luôn á. Nhưng mà cái này mình thấy nó chưa được lắm.
ăn ba cái nãy giờ mà nó cứ lẫn lẫn vào nhau á. Cuối cùng đây một chiếc bánh khá là xinh đẹp, nhìn như kiểu có khoai môn á các bạn nè. Cắt ra luôn nha. Mình biết là mình không có giỏi những cái tiết mục mất bay này nè. Xin lỗi các bạn, tại vì mình có một con dao rồi mình cắt xong rồi tìm nhim ra. Nó làm mất đi cái vẻ đẹp của cái bánh. Cái đen đen này là cái than tre nó dính đó, chứ không phải là cái bánh nó đen đâu nha. Cái bánh nó đẹp lắm. Nếu nói như bánh ngàn lớp á thì mình thích cái hộp bánh đầu tiên mình chỉ á. Bánh nhìn trứng muối ba quy gì đó. Thì cái vỏ nó ngon hơn cái này, vỏ nó có vẻ giòn hơn. Các bạn thấy cái này không thấy được. Bánh ngàn lớp nhưng mà cái vỏ cũng không, chưa có một cái độ tách ra nhất định, nó còn hơi dính dính nè. Có thể là phải nướng thêm một tí nữa, hoặc là cái tỷ lệ bột phải pha như thế nào đó thì nó mới tách ra. Mình thích, đối với mình thì bánh ngàn lớp là mình lột ra là nó phải ra từng lớp, rồi lúc mà tách ra là nó phải rõ rõ nhiều lớp hơn nữa. Cái nhân mình ngưỡng thấp mặt hơn. Nếu như là bốn cái này thì mình thích cái nào rồi? Thì mình thích cái này, tại vì cái vỏ nó khá mềm mà. Mình không biết các bạn lúc mà cái mukbang này các bạn nhìn mình ăn thì các bạn có thèm không? Sao mình nhìn thấy mọi người ăn thì mình lại thèm như vậy, mà tới lúc mình ăn thì mình thấy mình vẫn không hợp với team bánh trung thu các bạn. Mình là team ăn vặt nha. Cũng thể thông cảm như mình khi mình không có đủ chuyên môn để mà nhận xét về một cái bánh đâu. Nhưng chị nghĩ là cái bánh này ăn cũng được, hợp lý. Nếu như các bạn lên Đà Lạt, các bạn thèm bánh trung thu chẳng hạn, thì tới địa chỉ này mua cũng được, nhưng mà phải nhắn trước và đặt trước để mình có thể nướng bánh trước 30 phút á. Như vậy thì đảm bảo cái độ tươi ngon hơn, đúng không? Còn không biết nói gì hơn nữa. Thì nó chỉ đơn giản là một cái video mốc bánh trung thu bình thường vậy thôi, không có gì quá nhiều. Chỉ có một cái là cái trứng muối nó thơm. Trứng muối á, là thường thường người ta sẽ độn thêm một tí bột nữa. Cái trứng muối này trộn với ít bột nè, cộng thêm á, là nó cũng thơm, cũng chảy, cũng ngon. Nên là mấy con mèo của mình bu vô. Nên là lâu lâu các bạn sẽ thấy mấy con mèo bu vô. Không cả giúp mình, tại vì mình không thể nào mà ăn xong rồi để con mình dưới kia ngửi được, đúng không? Kỳ quá. Nhưng mà tụi nó ham ăn quá đi, thiệt sự quá ham ăn luôn, mình không hiểu nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông này để mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một mùa trung thu vui vẻ.